Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 được ghi nhận là năm thắng lợi của ngành thuế trong công tác thu ngân sách. Nhiều cục thuế trên cả nước đang có con số thu vượt sự mong đợi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tính đến hết năm 2019, tổng thu do cơ quan thuế quản lý đạt được hơn 1,275 nghìn tỷ đồng, bằng 109,2% dự toán. Số thu này vượt tới 107.768 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách địa phương đạt 702.531 tỷ đồng, bằng 116,9% dự toán. Có thể nói, đây là năm đầu tiên sau nhiều năm, cơ quan thuế đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, trong đó, thu ngân sách trung ương vượt 1,4% so với dự toán, thu ngân sách địa phương vượt 15,3%. Tin vui của ngành thuế trong năm 2019 là tất cả 63 trên 63 địa phương đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu. Một số đơn vị có tình hình thu khó khăn đã dốc sức toàn diện những ngày cuối năm để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2020 là năm cuối cùng của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và tài chính ngân sách 10 năm 2011-2020 và 5 năm 2016-2020 đã đề ra của các cấp có thẩm quyền. Để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao ở mức cao nhất, Tổng Cục Thuế đã yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường kỷ luật kỳ cương trong chỉ đạo điều hành quản lý thu ngân sách. Đồng thời, đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai thuế kịp thời, nộp đúng đủ số thuế phát sinh phải nộp vào ngân sách theo quy định của pháp luật. Tập trung đôn đốc các doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại phát sinh tạm nộp của quý 4 năm 2019 vào ngân sách nhà nước trước ngày 23 tháng 1 năm 2020. Đặc biệt, Tổng cục thuế yêu cầu các cục thuế địa phương chỉ đạo điều hành thu ngân sách và tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ thuế. Năm 2020, số thu của các cục thuế phải vượt tối thiểu 3% so với dự toán pháp lệnh.